Ngày 2 tháng 2, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, 35 tuổi và Trần Xuân Đông, 37 tuổi, ngụ quận 7, thực hiện. Tại tòa, nhiều tình tiết đáng chú ý được làm rõ, trong đó có lời khai góp phần ngây ngô của Ngọc Trinh. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Ngọc Trinh có 3 luật sư bào chữa. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo này chỉ đồng ý cho luật sư Lê Ngô Trung và luật sư Dương Tuấn Lộc bào chữa cho mình. Khoảng 7 giờ 15 phút, xe chuyên dụng chở Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đến tòa. An ninh phiên tòa được thắt chặt, rất nhiều các cơ quan báo chí đến tham dự để đưa tin phiên tòa. Khai tại tòa, bị cáo Trinh cảm thấy mình không cố tình hay cố ý vi phạm pháp luật. Trinh thừa nhận có thực hiện hành vi biểu diễn trên xe máy, ý định lái xe phân khối lớn xuất phát từ việc muốn thi bằng lái A2 nên tìm thầy dạy xe và gặp được Đông để học lái xe. Thời gian tập lái xe thường vào buổi sáng từ 6 đến 8 giờ, khi ra tập ngoài đường rất vắng nên nghĩ là khu vực tập xe, đoạn đường tập xe là do bị cáo Đông lựa chọn. Những động tác biểu diễn trên xe là do bị cáo Đông hướng dẫn. Đông là người thực hiện các động tác biểu diễn trước, sau đó bị cáo học và làm theo, Trinh khai. Ngọc Trinh bị cáo buộc dùng các tài khoản mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, đăng tải nhiều video phản cảm, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, nhận thức lối sống của giới trẻ. Ngọc Trinh, trong lời khai của mình, đã thừa nhận mọi hành vi vi phạm và bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng. Cô cũng kêu gọi mọi người, đặc biệt là giới trẻ không nên bắt chước theo những hành vi sai trái mà cô đã thực hiện, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác. Theo cáo trạng, Trần Thị Ngọc Trinh, thường gọi là người mẫu Ngọc Trinh, mặc dù không có giấy phép lái xe phân khối trên 150cc bằng A2, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, Trinh đã rủ Trần Xuân Đông đến các địa điểm là những tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để cùng thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn. Đồng thời, Trinh chỉ đạo phân công Nguyễn Thị Thúy Kiều là trợ lý của Trinh, Nguyễn Thanh Long là tài xế của Trinh và Tăng Duy Khánh, bạn của Long, chuẩn bị điện thoại Flycam để quay lại quá trình Trinh và Đông thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm. Sau đó, Trinh biên tập lại và đăng tải các video này lên các trang mạng cá nhân của Trinh nhằm mục đích gây sự chú ý. Cụ thể, vào các ngày 5 và 6 tháng 9 năm 2023, Ngọc Trinh hẹn gặp Trần Xuân Đông tại đường Trần Bạch Đằng thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm. Tại đây, Trinh điều khiển xe mô tô hiệu Kawasaki Ninja, biển số 59A365098, là xe của Đông, không mặc đồ bảo hộ, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như đứng bằng hai chân sang phía bên trái của xe mô tô, hai tay dang ngang không cầm tay lái của xe mô tô, đứng lên và giơ hai tay vòng qua đầu. Còn Trần Xuân Đông cũng điều khiển xe mô tô hiệu BMW R1200GS, biển số 59A31009, là xe của Đông, chạy song song cùng Trinh và hướng dẫn Trinh thực hiện các động tác trên. Trong quá trình Trinh và Đông điều khiển xe như trên, Nguyễn Thanh Long chạy xe mô tô chở Nguyễn Thị Thúy Kiều ngồi phía sau dùng điện thoại của Kiều quay lại, đồng thời Tăng Duy Khánh thực hiện việc quay phim bằng flycam. Hành vi của Trinh và Đông diễn ra trong khoảng thời gian 1 tiếng trên tuyến đường đã được phép lưu thông công cộng. Đến ngày 6 tháng 10 năm 2023, trên đường D15, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, Trinh cùng Đông tiếp tục thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm và dùng thiết bị ghi lại các video và hình ảnh lái xe nguy hiểm của Trinh và Đông trong ngày 6 tháng 9 năm 2023 và ngày 6 tháng 10 năm 2023 được Trinh biên tập và tự đăng lên bằng các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội như tài khoản TikTok Ngọc Trinh có 6,8 triệu người theo dõi, có tổng cộng hơn 163,3 triệu lượt thích cho tất cả các video. Tính đến 10 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2023, các video này đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận, 9.848 lưu video, 5.787 lượt chia sẻ. Tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng, hiện có hơn 3,1 triệu người theo dõi, cũng đăng tải các video nêu trên, thu hút 5.900 lượt tương tác, 438 lượt bình luận,
266 lượt gửi. Tài khoản fanpage Facebook Ngọc Trinh hiện có 2,7 triệu lượt thích, 5,9 triệu người theo dõi. Đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Do việc đăng tải phát tán nội dung các video của các tài khoản cá nhân của Ngọc Trinh ảnh hưởng sâu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống văn hóa ứng xử của giới trẻ. Đặc biệt, đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi, nên sau đó Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trinh và Đồng. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, một vụ việc pháp lý đặc biệt đã thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ vì tính chất nghiêm trọng của nó mà còn vì những nhân vật chính liên quan. Trần Thị Ngọc Trinh, một người mẫu và là diễn viên nổi tiếng, sinh năm 1989, cùng với Trần Xuân Đông, sinh năm 1987, đều trở thành tâm điểm của một vụ án phức tạp liên quan đến cáo buộc gây rối trật tự công cộng và sử dụng giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố Ngọc Trinh và Đông về các tội danh nêu trên. Đây là một bước đi quan trọng, khép lại giai đoạn điều tra và mở ra một giai đoạn mới của vụ án, trong đó sẽ xác định rõ trách nhiệm pháp lý và hình phạt dành cho Ngọc Trinh và đồng phạm. Cô cũng được xác định có tình tiết tăng nặng, đó là phạm tội hai lần trở lên. Tuy nhiên, một điều rất quan trọng, Ngọc Trinh cũng có tình tiết giảm nhẹ, đó là thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Về việc tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các điều 51, 52 Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định về những trường hợp áp dụng tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ dành cho người bị kết tội. Còn theo quy định tại điều 54 Bộ luật này, tòa án có thể quyết định mức phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Trong trường hợp người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm và có vai trò không đáng kể, mức phạt có thể không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề. Còn nếu điều luật chỉ có khung hình phạt hoặc mức phạt bị truy tố là mức nhẹ nhất, tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất hoặc chuyển sang một hình phạt khác nhẹ hơn, lý do giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án. Đối chiếu với trường hợp của Ngọc Trinh, các chuyên gia luật nhìn nhận, theo nội dung cáo trạng truy tố, bị can mới được áp dụng một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và chưa đủ cơ sở để xem xét áp dụng quy định về xét xử mức phạt dưới khung hình phạt bị truy tố. Để được áp dụng quy định này, phía bị can cần tiếp tục thu thập các tài liệu, hồ sơ, chứng cứ để tòa có thể ghi nhận làm tình tiết giảm nhẹ như người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả, lập công chuộc tội hay có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác. Trường hợp xét thấy người phạm tội có từ hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, tòa án có thể xem xét áp dụng quy định tại điều 54 Bộ luật hình sự 2015 để xem xét tuyên mức án dưới khung hình phạt bị truy tố. Nếu không đủ các tình tiết giảm nhẹ, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù vẫn sẽ được áp dụng. Vụ án này không chỉ là một cảnh báo nghiêm khắc đối với Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, mà còn là lời nhắc nhở cho công chúng về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nó cũng cho thấy sự quyết liệt và không khoan nhượng của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là khi chúng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Kết thúc điều tra ngày 6 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự và Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo điều 341 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án. Trong thời gian làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông bày tỏ hối hận, cho biết đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hiện tại tôi nhận thức được là hành vi của mình là rất là sai trái, là lái xe không bằng lái xe không đúng quy định của giao thông, rồi biểu diễn xe với những cái tư thế rất là nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng trật tự công cộng.
gây tác hại xấu cho các bạn trẻ học tập theo những cái điều không tốt của tôi. Tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của giao thông và đừng bao giờ học tập và bắt chước những cái hành vi sai trái của tôi vừa qua. Tôi hy vọng là tôi sẽ được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam cho cái sự thiếu hiểu biết về luật pháp của tôi. Điều đáng lưu ý là dù Ngọc Trinh và Đông đã thừa nhận hành vi của mình trong quá trình điều tra, nhưng sự lặp lại hành vi phạm tội của họ là một yếu tố nặng nề trong việc xác định mức độ trách nhiệm hình sự. Tình tiết tăng nặng, phạm tội hai lần trở lên đã được áp dụng trong trường hợp này, phản ánh mức độ nghiêm trọng và tính chất tái phạm của các hành vi phạm tội. Điều này cho thấy, mặc dù Ngọc Trinh và Đông đã thể hiện sự hối lỗi và thừa nhận hành vi của mình, nhưng hành vi tái phạm liên tục của họ đòi hỏi một sự xem xét kỹ lưỡng và nghiêm ngặt từ phía tòa án. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ vụ án Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng và đã phân công thẩm phán thụ lý giải quyết vụ án. Hai bị can Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông được áp dụng tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!